Vâng, xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, Trung tâm Hướng nghiệp Dạy nghề Thanh Xuân là một trong những trung tâm dạy nghề uy tín nhất tại Hà Nội. Trong năm học 2021, thì nhà trường tuyển sinh liên tục các ngành nghề sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy, sửa chữa điện tử, điện lạnh, điện nước, điện dân dụng, điện công nghiệp và một số ngành nghề khác nữa các bạn nhé. Thời gian tuyển sinh của nhà trường thì nhà trường tuyển sinh liên tục tất cả các ngày trong tuần, từ thứ Hai đến Chủ nhật. Các bạn thân mến, hiện nay thì Trung tâm Hướng nghiệp Dạy nghề Thanh Xuân có địa chỉ duy nhất tuyển sinh và đào tạo tại số 83 phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Và đối với lịch học của các bạn học viên thì chúng ta sẽ học từ thứ Hai đến thứ Sáu, nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật các bạn nhé. Giờ học thì chúng ta sẽ buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ đến 11 giờ 30, chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 đến 17 giờ chiều. Và đối với các bạn học viên là với đối tượng vừa học vừa làm thì chúng ta vẫn có thể đi học và chúng ta lựa chọn học ngày 1 ca, ca sáng hoặc ca chiều. Đối với các bạn học viên lựa chọn học ca sáng thì buổi sáng chúng ta sẽ học từ 8 giờ đến 11 giờ 30. Còn đối với ca chiều chúng ta sẽ học từ 13 giờ 30 đến 17 giờ chiều các bạn nhé. Các bạn thân mến, đến với dạy nghề Thanh Xuân thì hồ sơ nhập học các bạn đã được phát miễn phí tại văn phòng của nhà trường rồi. Mình chỉ cần bổ sung thêm một chứng minh thư photo kèm thêm 6 chiếc ảnh 3x4 nữa thôi là chúng ta hoàn tất thủ tục nhập học rồi các bạn nhé. Các bạn lưu ý địa chỉ duy nhất tuyển sinh và đào tạo của dạy nghề Thanh Xuân, số 83 phố Trục, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Cảm ơn các bạn.